Em giờ em tụi tập thân luôn. Ngại đẹp trai làm dòm hoài luôn hả gì? Dòm, dòm có một cái à. Dòm nghe coi. Hơ, ngọn. Em mới đi mở ốc ra thì sao anh quay em rồi. Đang làm gì vậy? Ngoài ốc à? Dạ. Nguyên thao luôn hả? Dạ. Đẹp có duyên tao quay chứ sao? Ừ. Ừ, đẹp mà. Đi mở ốc mà mặc bộ, đồ bộ hả? Dạ. Hả? Em thường ngày em đi bạn tàu kê. Dạ, em về em mới tới tắm rồi thay đó. Vậy đó hả? Mò được nhiều đó hả? Dạ. Để xuống đây cho nhẹ. Nghe nói là em gặp dạ. Đàn ông mắc cỡ lắm phải không? À, thì em gặp đàn ông em cũng mắc cỡ thôi. Tôi kỳ vậy? Em đó giờ em cũng mắc cỡ. Ai nói gì gì em rồi. Em mắc cỡ, em bụng lên em đi luôn. Vậy hả? Em về là em đi luôn á. Ừ, vậy đó hả? Mắc cỡ gì lắm ha? Mắc cỡ dạ. Làm đúng ha? Làm đúng cho mắc cỡ làm sao đó? Cha để ý hay gì? Mắc cỡ làm sao đó? Ồ. Vậy nè. Có cười chê gì à? Cười như thế mà. Cười ăn không ăn gì. Mắc cỡ là vậy đó hả? Trời ơi, dễ thương quá. Cái môi đẹp mà. Đó, môi đẹp mà mẹ. Cái mặt ha. Đẹp mà bụm miệng lại rồi mắc cỡ là ai thấy đâu. Ừ. Mắc cỡ mơ mốt cười lên nha. Dạ. Nghe răng cười ra. Cười ra. Cỡ là vậy đó mắc ha. Cỡ cười đây. Cười mạnh lên đây. Có thêm cái có một cùi viên nữa mắc cỡ thêm hai cái dê chó hai bên nữa có từ dê chó hai con này bù bù lên đó nhành ăn gì quá đẹp luôn thiếu nữ quá đẹp luôn rồi tên Thí phải không dạ Thí ơi là mình gặp đàn ông gặp con trai làm sao Thí dạ ai nó yêu em em cũng thích từ em mà em cũng thích em không nói em không có nói phải không? Không nói, mình em để vậy trong lòng trong lòng thôi. Tới nào mà người ấy nói người ấy thiệt sao? Yêu của em, thiệt là muốn tới nào cưới với em thì hốt phải không? Không phải từ nữa. Từ nữa hả? Qua tháng năm em lớn tuổi lên chút nữa em mừng cỡ như lớn chút nữa hả? Không 18 tuổi lên ta có tám đúng 20, rồi. 20 chừng 20, 20 21 gì đó. 21 hả? Ờ em mới được. Vậy đó hả? Em con cha mẹ em nữa. Vậy đó hả? Cũng không muốn bỏ cha mẹ em được nữa. Vậy hả? Thì là còn còn lo cho cha mẹ nữa ha. Lo gì không dài có lo không cái này có lo không đó nha. Tôi thấy trang điểm trang điểm với trang điểm thì lúc đi chơi thôi đi chơi hả đi chơi hả hả rồi sao nói gì chơi với ai người cũng như ở nhà chứ đi vòng với có coi phim nữa rồi tới hồi tới bụng mới về nấu cơm ăn tự nấu ăn biết nên nấu ăn à vậy đó hả cái hai cái găng thỏ này ấn tượng nhất là hai cái găng thỏ này cười cái chân mày này mà tém lên nó đẹp cái luôn đó đẹp luôn mấy ông vua ở đây cái gì cái trắng tươi đây hả tém chân mày lên tém trên này nè trên cái trên mặt nè tại cho nó em bị vậy đó vậy đó quét không đều ơi hả không đều quá quét không đều hả quét không đều không không đều tại mới nãy em gấp quá trên trán này nè tùm lum vậy tóc cao lên coi vậy này chưa có kinh nghiệm quét nè mới quét mấy lần cái gì chưa có hai bên lỗ mũi kìa tại vì cái tay em lúc một lần em cũng bị tai nạn lúc em cũng bị tai nạn bị gãy hai tay nè vậy đó hả em cũng đi làm nặng cũng nổi nữa vậy đó hả rồi quay bên đây coi 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 cũng còn cái bạch trắng nữa kìa quá bà rồi quá bà con ve nè quá trời bự rồi vậy là gặp trai là mắc cỡ lắm phải không gì cười em mà mắc cỡ có đâu trời gặp trai là mắc cỡ gặp trai là mắc cỡ mắc cỡ hả mắc cỡ bộ mắc cỡ mà em đi luôn á vậy đó hả đi luôn hả em gặp con ai mà cái đẹp trai em giờ chỉ gì giờ mới chọc em đi luôn vậy là cả. Là em gặp ngại. Ai đẹp trai là em dòm hoài luôn hả gì dòm có con cái à dòm con cái con cái là liếc sao không dòm luôn liếc đi luôn hả sao không dòm luôn liếc cái gì giờ người ấy ra sao á giờ người ấy ra sao hả trời đất ơi giờ người ấy ra sao mới có liếc rồi sao biết người ấy ra sao phải dòm thật kỹ mới biết người ấy ra sao chứ đúng không mới mốt có dòm trai dòm thật kỹ nha dòm thẳng luôn dòm thẳng hai anh coi dòm thật kỹ rồi coi sao để ý anh nào để ý anh nào nó. Để anh nào nữa dòm kỹ hai anh coi rồi mỏ mà nhánh nhìn nhánh nữa nói rồi nghe coi hơi ngọn
Không có được. Đâu hả? Tất cả. Để hết hai anh luôn hả? Hay gì không phải. Chứ sao? Anh thích thích người mồm à? Thích người mồm hả? Thích người nào nói cho tao mừng đó Toàn. Hai anh ở đây có thích ai không? Thích ông này phải không? Thích không. À, không à, thích bắt cỡ là bệnh cái miệng lại vậy đó đây, phải không? Cái này đây phải không? Cái thế đây. Vậy bệnh là gì hoài vậy đó ha? Mắc cỡ là bệnh là gì đó. Rồi vậy hai anh trong này có thích anh rồi. Thế là nào nói rồi để tối nay khỏi phải mắc cỡ nữa. Rồi đã mắc cỡ kìa. Đấy là mắc cỡ không? Rồi nhìn qua anh Thảo rồi đó. Thảo đẹp trai rồi, đúng không? Thích bên đây đúng không? Thích bên đây đúng không? Thích Thảo à? Duyên. Hả? Duyên cũng cỡ. Dung Duyên. Rồi. Dung Duyên. Thích anh Thảo rồi, biết rồi. Dung Duyên có mắc cỡ rồi. Thảo đẹp trai rồi. Trời ơi, Dung Duyên có mắc cỡ. Rồi anh biết cái số phận của anh rồi, anh rút lui sớm. Phải không? Dạ. Nắm tay làm bạn rồi. Nắm tay làm bạn. Anh Thảo nắm tay làm bạn kìa. Rồi. Thảo nắm tay làm bạn kìa anh Thảo. Nắm tay làm bạn hay gì? Anh Thảo chứ này, vô mảnh anh Thảo ơi. Có nắm tay không kìa? Chịu ai, chịu ai? Chịu không? Hai chưa hết. Hả? Duyên. Duyên. Duyên quá. Duyên. Dạ. Gì mà? Mắc cỡ là bụng miệng là gì đó ha. Dạ. Để nào chỉ liếc chờ ngang cái là đi thôi ha. Dạ. Sao muốn tìm hiểu người ta thì phải nhìn kỹ người ta chứ. Nói gì? Sao mà liếc đi. Em không có điện thoại sao em tìm hiểu được. Em tính dạ. Cái này mua cái điện thoại tới chương trình tìm hiểu được. Tình dài. Tình dài. Tình chưa với anh gái hả? Tình với... đó giờ có để ý trai chưa? Chưa. Chưa hả? Để ý mà không thành. Để ý mà không thành hả? Vậy đó hả? Lâu rồi hả? Thì rồi bây giờ là đó. Hiện tại bây giờ đang tập thân cái gì? Tập thân thiệt luôn á, em bây giờ em còn tập thân luôn. Ừ, bây giờ con tập thân ha. Mà gặp trai cái là vòng hoài vậy đó ha. Ủa bây giờ... Sao? Bây giờ em có giờ mà anh đâu? Không có, anh nói là gặp trai vòng hoài chứ đâu có nói vòng anh, hiểu không?